Người người ta có một cái đường hướng tấn công khác nhau. Xong cái có một lần nữa thì gần Tết đi chùa thì hỏi đi chùa làm chi vậy, thôi đi chùa cầu duyên. Mình thương người đó mà không biết người ta có thương mình không đó, nó bông quơ vậy đó. Nhưng mà có một ngày quyết định á, mình xin phép xuống dưới đặng giống như thăm ba mẹ thôi. Nhưng mà đi cũng đông lắm chứ không phải đi người. Phản ứng của ba mẹ lần đầu tiên gặp một nghệ sĩ Trọng Nghĩa tới nhà thì thì lúc đó ba mẹ em nói trời thiệt không con, hay là con giỡn gì? Thì em nói dạ con nói thiệt mà, thì bây giờ mẹ cứ ở nhà đi, nếu mà chừng nào người ta không có lại á thì mẹ nói con nói dốc. Rồi xuống rồi ba mẹ sau đó có hỏi gì em không? Không, ảnh ảnh xuống cái xong cái ảnh đi thẳng vô cái đề tài hỏi cuối em luôn. Tại xuống mới có hỏi thôi. Thì hai bác với cha đồng ý thì con về con dẫn người lớn xuống nói chuyện, tại vì mình lớn tuổi rồi. Mà con đã mới lớn mà mình nghệ sĩ nữa. Cũng nói thiệt thì nghệ sĩ thì cũng có người ưa, mà có người thì người ta cũng không phải thích lắm. Cho nên là mình có cái mặc cảm đó. Mình sợ không biết có thích nghệ sĩ hay không, ví dụ vậy đó. Thì nói chuyện xong á thì ông già bà già nói câu vậy. Nói thôi bây giờ con cứ về đi, rồi có gì để bác bàn với Trang lại, rồi có gì trả lời cho con biết. Anh nói chuyện thẳng với ba mẹ là anh xin hỏi cưới em không? Em bị mất hồn không? Dạ có. Tại vì vô đầu anh nói với em là anh chỉ nói là xuống gặp ba mẹ hỏi thăm thôi, giống như hỏi thăm thôi à. Em về tối đó em nhắn tin là em nói ủa anh nói anh xuống nhà em chơi thôi mà, sao tự nhiên cái anh vô vấn đề luôn à? Anh chú biết là em có đồng ý không mà. Cái em nói là phải đi trước chú, đi chậm quá lỡ người ta hốt là sao. Nhưng mà trong lòng em á là lúc đó em đã thương ảnh chưa? Thương á thì cũng chưa có thương đâu chị. Nhưng mà đó, lúc mà ông xuống ông nói chuyện với ba mẹ đó, ông có nói thông tình hết luôn hoàn cảnh của ông về, đó. Ủa cái chuyện đó là dĩ nhiên phải thật tình à? Thì em cũng biết là từng hôn nhân đổ vỡ gì đó. Ví dụ như con có cái gì mình kể ra tiền trong ngân hàng, có nhiều, có cái nhà hoặc chiếc xe gì đó. Thì mình nói vậy. Có nghĩa là hoàn cảnh mình sao nói ra hết. Nói y vậy. Rồi có gì gia đình con lúc trước có làm sao sao con cũng kể ra hết vậy. Rồi sau bao lâu thì ông bà mới trả lời cho Nghĩa biết là gia đình đồng ý cho hai đứa tìm hiểu. Từ lúc mà ngày mà nói chuyện đó cho tới mà ngày dẫn người lớn xuống đó là cũng tầm khoảng nửa năm, gần nửa năm. Đó. Hai người yêu nhau bao nhiêu lâu thì mới làm đám cưới? Xuống gia đình cho tới ngày đám cưới luôn á là khoảng 4 năm à. 4 năm. Để cổ sợ cổ học cũng được. Nên anh chờ em đi. Vậy là Trang đã tốt nghiệp đại học rồi? Dạ em đã tốt nghiệp đại học luật kinh tế. Vậy đó mà bây giờ không có đi làm nhà nước hả? Dạ ở nhà không, bán hàng chơi vậy? Tại vì bây giờ nếu mà em đi làm á thì nó cái giờ giấc em nó sẽ bị gò bó, với lại em không có thể nào phụ ông xã em được hết trơn á. 3 năm mấy gần 4 năm đó là yêu nha. Anh vẫn đi hát, cô này vẫn đi học. Vậy thì có bao giờ mà cô Trang cổ được có một cái là cổ nói như thế này, cô nói cái gì thì cái gì, nhưng mà phải sau cái ngày đó thì chúng mình mới là tiến tới cái chuyện tức là chứ còn... Trời ơi, tôi gặp lại cố nhân. Xin chào chị nghệ sĩ nhân dân. Chào anh Quốc Thuận. Chào kép nam Trọng Nghĩa. Hết hồn. Dạ công chúa chứ. Công chúa vợ Trọng Nghĩa. Nó nói là lâu dữ lắm rồi. Từ sau cái gì? Vợ cái lương rồng phượng anh hả? Cái tựa bây giờ lâu Thuận nhắc. Hồi đó là em đạo diễn, Nghĩa đóng em. Chị với anh Nghĩa là chung một cái tuồng gì mà tới bây giờ không có nhớ ra được. 20 năm hả Nghĩa? Mà hát Tinh Tàu rồi hát Công Đình rồi đó. Ghê đúng. Ghê. Rồi Hồng Vân là hồi xưa con mê kép hát. Tối đó nướng khoai lang lùi đó đi cho kép hát ăn. Mà nướng khoai lang ở ngoài coi đẹp lắm, đen chín ngon lắm. Mà trong sống nhăn à. Thiết kế nướng. Vậy đó hả? Rất là hân hạnh được tiếp chuyện cùng với một ông anh mình rất yêu quý. Đó là nghệ sĩ Trọng Nghĩa. Em chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận. Chào tất cả quý vị khán giả đang xem đài. Em tên là Thanh Trang, hiện nay em 25 tuổi, đang kinh doanh online. Mời anh. Tôi thì tên là Võ Trọng Nghĩa. Tôi đang cộng tác cho nhà hát cải lương Trần Hữu Trang. Em đoán nha, hôm nay anh khoảng 45 không? 45, xem đúng rồi. Mà nó ngược lại 51. Đúng vậy. Rồi. Đẹp quá anh Nghĩa ơi. Hai đứa tôi đã nói hai đứa tôi xưng tên với nhau thì bạn đoán, bạn phải suy nghĩ chứ, bạn phải suy nghĩ chứ. Có nghĩa là ngoài mặt trẻ đúng không? Đó, Phật trẻ. Cũng trẻ luôn. Phật đâu đứng lên đi rồi. Phật đó. Trẻ luôn, vợ đúng trẻ luôn. Đó, bình thường ơi, nó bốn mấy nè. Nè, bây giờ làm mụ không à chứ không thể nào làm đào được nữa. Thôi. Đó tôi làm đào tôi đóng chung với ổng đó. Nghĩa xin cảm ơn Hồng Vân và Quốc Thuận. Bây giờ quay trở lại câu chuyện tình yêu của hai người. Anh Nghĩa là một nghệ sĩ rất là nổi tiếng bên nghệ thuật cải lương. Thanh Trang
có phải là do đi xem một vợ cải lương và dạ, có phải là fan nữa? Nếu mà nói là fan thì em không phải là fan của chồng em. Ở dưới quê em thì tên Trọng Nghĩa thì được bà con cô bé khán giả rất là yêu mến luôn. Nhưng mà tại vì lúc đó em nhỏ quá, em có một cái người chị nuôi á, tên là Ái Hằng, thì chị đó cũng là nghệ sĩ luôn. Em đi xem chị đó hát, vô tình là tối đó chị đó hát chung với ông xã của em. Em thì em cũng mê cái lương lắm. Anh kép này thì cũng gọi là đẹp, ra sân khấu gọi là cũng bị là hơi sáng. Chị em hát thì xong rồi phải vô trong khán phòng ở trong á. Dạ. Em gặp anh này đúng không? Dạ, dạ là lúc em đi vô thì ông xã em ngồi trang điểm kế bên chị em luôn. Ở đó anh tôi đảm bảo ông này không phải nghía. Cái vụ này là bây giờ mình cũng nói thiệt luôn là không bắt chuyện gì hết. Em cho anh xin số điện thoại đi. Cái đó là trước tiên rồi ha. Số em hả? Rồi sau khi cho ảnh số điện thoại, anh có nhắn tin, anh có cưa cẩm gì không? Anh nói liền luôn à. Ngày mai anh có hát cái đó nếu em có rảnh lại chơi. Rồi có hát cái đó không? Dạ có, mà em lại chơi. Đúng không hả? Trong suốt một khoảng thời gian sau đó là anh Nghĩa có thường xuyên coi như là gặp gỡ em hoặc là có liên lạc có với liên em. Lạc với em, có chở em đi xem anh hát không? Dạ sau đó thì tụi em chỉ gặp có một lần là hẹn đi uống nước thôi chứ không có đi xem hát. Tại vì em lên em ôn thi chỉ có một năm thôi là em về lại quê. Em nhưng mà nguyên một năm trời đó là gặp nhau được bao nhiêu lần? Có một lần. Một lần một. Khi nào hai người mới bắt đầu quen nhau? Khoảng hai năm sau lận. Trong 2 năm đó thì giống như là hai vợ chồng vẫn có liên lạc bằng điện thoại, nói chuyện qua lại với nhau. Không có về Cần Thơ được rồi, tại không vì có ai gặp ai. Có khi đòi suốt chơi mà cũng không có chịu. Thì không có cho. Rồi thì bây giờ em hỏi bà mẹ thưa coi, bây giờ em có một cái người lớn tuổi thương em vậy đó, thì cha mẹ có đồng ý hay không? Là anh đã tỏ tình với Trang rồi đúng không? Chưa nộp tỏ tình gì hết trơn, nói vậy thôi. Người người ta có một cái đường hướng tấn công khác nhau. Xong cái có một lần nữa thì gần Tết đi chùa thì hỏi đi chùa làm chi vậy thôi, đi chùa cầu duyên. Mình thương người đó mà không biết người ta có thương mình không, nói bông quơ vậy đó. Nhưng mà có một ngày quyết định á, mình xin phép xuống dưới đặng giống như thăm ba mẹ thôi. Nhưng mà đi cũng đông lắm chứ không phải đi người. Phản ứng của ba mẹ lần đầu tiên gặp một nghệ sĩ Trọng Nghĩa tới nhà thì thì lúc đó ba mẹ em nói trời thiệt không con, hay là con giỡn gì? Thì em nói dạ con nói thiệt mà, thì bây giờ mẹ cứ ở nhà đi, nếu mà chừng nào người ta không có lợi á thì mẹ nói con nói dốc. Rồi xuống rồi ba mẹ sau đó có hỏi gì em không? Không, ảnh là... xuống cái xong cái ảnh đi thẳng vô cái đề tài hỏi cuối em luôn. Tại xuống mới có hỏi thôi. Thì hai bác với cha đồng ý thì con về con dẫn người lớn xuống nói chuyện, tại vì mình lớn tuổi rồi mà con đã mới lớn mà mình nghệ sĩ nữa. Cũng nói thiệt thì nghệ sĩ thì cũng có người ưa mà có người thì người ta cũng không phải thích lắm à. Cho nên là mình có cái mặc cảm đó, mình sợ không biết có thích nghệ sĩ hay không, ví dụ vậy đó. Thì nói chuyện xong á thì ông già bà già nói câu vậy, nó thôi bây giờ con cứ về đi rồi có gì để bác bàn với Trang lại, rồi có gì trả lời cho con biết. Anh nói chuyện thẳng với ba mẹ là anh xin hỏi cưới em không? Em bị mất hồn không? Dạ có. Tại vì vô đầu anh nói với em là anh chỉ nói là xuống gặp ba mẹ hỏi thăm giống như hỏi thăm thôi à. Em về tối đó em nhắn tin là em nói ủa anh nói anh xuống nhà em chơi thôi mà sao tự nhiên cái anh vô vấn đề luôn à? Anh chưa biết là em có đồng ý không mà. Cái em nói là phải đi trước chú, đi chậm quá lỡ tao hốt là sao? Nhưng mà trong lòng em á là lúc đó em đã thương ảnh chưa? Thương thì cũng chưa có thương đâu chị. Nhưng mà lúc phải... mà ông xuống ông nói chuyện với ba mẹ đó, ông có nói thông tình hết luôn hoàn cảnh của ông về đó. Ủa cái chuyện đó là dĩ nhiên phải thật tình à? Thì em cũng biết là từng hôn nhân đổ vỡ gì đó. Ví dụ như con có cái gì mình kể ra tiền trong ngân hàng có nhiều, có cái nhà hoặc chiếc xe gì đó thì mình nói vậy. Có nghĩa là hoàn cảnh mình sao nói ra hết. Nói y vậy. Rồi có gì gia đình con lúc trước có làm sao con cũng kể ra hết vậy. Rồi sau bao lâu thì ông bà mới trả lời cho Nghĩa biết là gia đình đồng ý cho hai đứa tìm hiểu? Từ lúc mà ngày mà nói chuyện đó cho tới mà ngày dẫn người lớn xuống đó là cũng tầm khoảng nửa năm, gần nửa năm. Đó. Hai người yêu nhau bao nhiêu lâu thì mới làm đám cưới? Xuống gia đình cho tới ngày đám cưới luôn á là khoảng 4 năm à. 4 năm. Rồi cổ sợ cổ học cũng được. Nên anh chờ em đi. Chờ. Vậy là Trang đã tốt nghiệp đại học rồi? Dạ em đã tốt nghiệp đại học luật kinh tế. Vậy đó mà bây giờ không có đi làm nhà nước hả? Dạ nhà bán hàng chơi vậy? Tại vì bây giờ nếu mà em đi làm thì nó cái giờ giấc em nó sẽ bị gò bó, với lại em không có thể nào phụ ông xã em được hết trơn á. 3 năm mấy rồi, 4 năm đó là yêu nha. Anh vẫn đi hát, cô này vẫn đi học. Vậy thì có bao giờ mà cô Trang cổ được có một cái là cổ nói như thế này,
nó cái gì thì cái gì, nhưng mà phải sau cái ngày đó thì chúng mình mới là tiến tới cái chuyện à, tức là chứ còn cho nhau khi là mình đàn ông mà đúng không, mình sẽ có những cái gì đó là những cái lúc nữ không kiềm chế à, thì cổ cũng có nói vậy thì mình vẫn tôn trọng cái lời nói. Trời, ông Nghĩa ông hiền quá thật sự á. Dạ thì em có nói rồi, ông xã em cũng ok luôn. Cái mặt ông lúc đó chắc tội dữ lắm á. Dạ đúng không, mặt mặt tội dữ lắm đúng không? Dạ. Có vụ không? Có vụ mà đâu có vụ được em đâu. Sao chị? Em bộ em hay đi dụ người ta lắm hay sao? Ai chị mất người quá. Mất người quá. Tại vì chị nói là nhìn cái mặt ổng rồi nghiệp. Trời, quá. Chị nói thiệt đó. Em á, nhiều khi chỉ bình thường thôi, nhiều khi ngồi chỉ cần nhìn thôi. Nhìn nó mắt thèm khác thôi, ví dụ vậy, à. Không cần nói ra miệng đúng không? Nắm cái tay cái làm bé kia nói liền à. Thôi anh ơi. Khi nào đám cưới xong đúng không? Là bắt đầu rớt tâm lý. Ông này là ông cứ nghĩ là ai cũng ông cũng phải gạ phải dụ mắt hấp thì him, đó thì em phải hỏi coi có không có thì mình mừng cho mình mừng cho dạ. Bé mình mừng cho anh Nghĩa đúng không? Rồi bây giờ cưới nhà được bao lâu rồi? Gần 2 năm rồi. Có bao nhiêu tật xấu lòi lao? Dạ tật xấu thì chỉ có là ghen nè, ghen hay ghen rất là hay ghen luôn, với lại hơi được không có gọn gàng. Ghen là nói chung là từ lúc mà hai vợ chồng quen nhau cho tới lấy luôn thì có 3 câu chuyện để ghen chấn động luôn. Hồi lúc mà em học ở Cần Thơ á thì có một cái người bạn thân, mà người bạn thân đó là nam, thì bạn đó cũng mướn cái phòng trọ gần đối diện với em luôn. Thì thường là ban ngày á bạn đó ngoài đi học thôi là về là qua bên phòng em chơi, nấu ăn cho em, rồi xong á cái nhầm khi tối chơi tới hả 8, 9 giờ, 9, 10 giờ chừng nào buồn ngủ mới đi về. Cái mỗi lần điện cái thấy bạn em bên đó cái bắt đầu xong tự nhiên cái tắt điện thoại luôn, không nói chuyện mấy ngày luôn. Cái lúc đó chắc em gọi cũng... FaceTime thấy hình đó. Dạ đúng rồi, gọi thấy hình đó. Ghen nhưng mà không nói, lúc đó em cũng không biết luôn. Cái em nói trời chắc ông này không lẽ người ta nói là thiệt, giống như nghệ sĩ là hay đào hoa này nọ. Cái nói không lẽ giờ ông gặp người mới sao ta. Rồi đến khi nào em mới biết là cái hành động đó là cái em thấy nó vô thường quá, em bước xuống em không hiểu chuyện gì xảy ra. Em điện mà không bắt máy, biết bao nhiêu cuộc luôn. Cái em mới nhắn tới một câu: ủa có gì thì nói, mắc mớ gì tự nhiên đang nói chuyện điện thoại mà tắt ngang vậy, vô duyên mất lịch sự. Cái xong cái em nhắn tới thấy em nhắn tin dữ lắm, điện thoại dữ lắm, cái mới điện thoại lại cái nói: ủa sao mỗi lần tôi điện em là tôi thấy cái thằng ở bên phòng em. Lòi. Trời ơi, ban ngày qua chơi mà ban đêm cũng qua chơi là sao, tôi không thích vậy. Mỗi lần mà tôi điện em mà tôi thấy nó qua là vậy mà ở xuyên suốt vậy là tôi không thích. Thôi em ơi, riêng cái vụ này là anh nói là ghen là đúng. Dạ ghen là đúng luôn. Đúng rồi, chị cũng đồng ý với em. Còn cái trận ghen nào dữ dội nữa không? À, trận ghen sau này là khi mà về hai vợ chồng rồi em đi học lái xe á. Có cái người thầy mà dạy em là cũng do ông xã em chỉ luôn, đưa lại đó học luôn. Thường là đi học á là chiếc xe 4 chỗ á thì một người lái là sẽ có 3-4 học sinh ở sau ngồi ở sau coi quan sát cái người đó. Tự nhiên cái ông thầy này á, ổng ngộ lắm. Không có cho em lái đầu tiên, cho mấy người kia lái xong cái đuổi mấy người kia về. Còn mình ơn em với ông thầy đó. Cái tự nhiên em chạy, cái để tay lên đùi em. Rồi em mỗi lần mà để lên đùi em là em lái xe lên lề. Rồi cái... nhưng mà cái câu chuyện anh Nghĩa anh ghen là anh phải biết cái chuyện đó. Dạ giống như là 2-3 ngày như vậy. Cái ngày mà thứ tư á, ông nói là ngày mai á thầy sẽ không cho em lái mấy cái đường này nữa, mà thầy sẽ cho em lái xa hơn đi nữa. Tỉnh. Đi tỉnh. Dạ tỉnh. Cái em về qua bữa sau em không dám đi học. Em chưa dám nói với ông xã em luôn, tại vì cái người đó là quen gì đó, ông xã em chỉ em đó. Em cứ nói thôi anh ơi, bữa nay em đau bụng quá, em không đi học đâu. Em làm đủ chiêu trò chưa? Cái nói sao bữa nay anh nhìn thấy em lạ quá. Là Nghĩa nói đó dạ. Phải không? Ừ. Cái em mới nói ra luôn. Đó anh Nghĩa là sao? Cái ngày đầu tiên học á là không biết sao là vỗ đầu, giống như kiểu gì lớn ổng lớn tuổi rồi mà, ví dụ như mình nghĩ không có gì đâu. Rồi cái 2-3 ngày sau tôi thấy gì mà không thấy hơi khó chịu rồi. Cái tôi tính chuẩn bị chở đi rồi. Anh nói sao biết không? À, thôi đi, không học nữa đâu à, học gì đâu mà ông này ông cứ vỗ đùi khó chịu muốn chết. Nói hả cái gì vậy? gì vỗ đùi gì? Ông nói tôi tức móc điện thoại chơi liền. Trả tiền lại liền, tức khắc trả tiền lại hết này nọ à. Không cần thiết. Không, vậy là ghen thì đúng rồi. Ghen đúng. Ghen vậy là đúng rồi. Lên máu, tăng xong lên. Lên máu mà. Bị cao áp á. Thở lên luôn cả. Thật ra là câu chuyện này là anh Nghĩa anh ghen đúng. Đúng ra là phải chặn mặt nữa kìa. Nói chung là có xin lỗi và có xin gặp có để xin, mà nói chuyện hiểu lầm. Nhưng mà tôi nói thôi. Không có hiểu lầm tại đâu. Tại vì không có hiểu lầm và cũng có những gì anh làm anh biết. Không cần gặp tại vì cái tánh tôi nóng lắm.
thôi bây giờ bỏ qua cái ghen đi, tôi thấy ghen là ghen đúng rồi đó. Chứ không phải là ghen trật đâu. Trời ông còn cái tật xấu gì nữa tôi phải moi cho bằng được. Nhậu dữ lắm luôn. Cái đó tôi tin nha. Nhậu không xỉn á. Ngoài xô xiết đi diễn nghe là lịch nhậu full luôn. Nhưng mà mỗi lần đi nhậu có dẫn em theo không? Dạ có, nhưng mà cái tính em thì nó hơi bị khác người lắm. Giống như là cái chỗ đó mà em không thích rồi, em không có cần dẫn em theo, cho em ở nhà đi, em ở nhà mình nên em ngủ luôn cũng được đó. Nhưng mà ông xã có một cái ngộ là nếu mà em không đi là ông không đi à. Ừ, mai mốt đừng đi. Dạ, mà hơi làm khó em lắm chị. Giống như nhầm khi em nghĩ là em nhỏ, mà nhầm khi người lớn người ta mời chồng mình đi vậy mà mình không đi mình kỳ. Mà không cho đi nhậu cái là nói chuyện hơi bị lớn tiếng. Ừ. Cái em nói, ủa anh, em chỉ không cho anh đi nhậu thôi, sao anh nói chuyện lớn tiếng? Đâu có đâu, tại vì nói vậy thôi. Quỷ biển. Ông á là đã huyết áp rồi, ông còn đi nhậu còn được không? Nhậu thì cũng có một cái mức nào thôi chị. Nói chứ không phải nghĩa, là rất nhiều nghệ sĩ tham gia chương trình này nha, nhưng mà sau đó là ngưng nhậu nhiều. Đúng rồi. Rất nhiều người bỏ, chấp nhận luôn, anh em bạn bè giận cũng được nữa, nhưng mà thôi không nhậu. Hồi đó là 10, bây giờ cũng không khỏi tới 4, 3. Rồi còn gì nữa nè? Hết rồi. Nói chung là không có được gọn gàng. Có làm biến công chuyện nhà không? Không có làm biến chị, nhưng mà được có một cái đi làm trước là chị phải đi theo sau giờ. À, vậy là bừa bộn rồi. Bộn đó. Dạ. À. Không có làm biến, cái gì cũng làm được hết trơn, quét nhà, lau nhà, làm thay dọn hết luôn, đi chợ nấu cơm luôn. Nói chung là làm hết tất cả, nhưng mà đều có cái đi trước là em phải đi xăm dọn. Có nghĩa là cái em làm được hết nhưng phải có người dọn phụ. Dạ đúng rồi. Mê game không? Không có mê game, mà hay coi tin tức thời sự, coi ba cái gì không mà em không có. Coi ba gì? Cái thời sự đó là phải coi. Bỏ công việc ra là bắt đầu chụp cái điện thoại. Coi. Ông làm vậy ông hay không biết. Mà xã hỏi một cái câu này mà mình thấy mình cũng thấy nó cũng mắc cười mà không biết nói gì sao. Tối ngày coi cái đó có ra tiền không? Chờ mong muốn ông thay đổi điều gì nói luôn đi. À. Dạ, em mong muốn qua cái chương trình này thì em mong muốn ông xã em làm tập trung hơn nữa vô cái nghề của mình, tập trung hơn cho vợ, quan tâm vợ, giống như là để ý vợ chút xíu. Bây giờ tới ông đó. Cho ông bức xúc gì ông nói hết đi ông Nghĩa. Hay cằn nhằn á. Đó, đồng ý cái người vợ quá thương chồng, coi như mình muốn chồng thương tất quả gì đó phải nói ra những cái đó là cái đó hay, cái đó tốt chứ không gì hết trơn. Nhưng mà có nhiều khi á, mình nói chứ nhiều khi nó hơi nhiều á. Tôi nói bây giờ tôi nhiều khi tôi ngồi tôi lái xe cái chuyện đó bà nói rồi mình nghe biết rồi nói nữa cái chạy chút xíu nói chuyện gì đã cái họ cứ quay lại cái nữa cái hai lần tại vì em nói mà anh không có trả lời nên là em bước xuống em tưởng anh chưa nghe em nói sao nữa. Nghe được nghe chứ thì anh nghe anh phải anh mới trả lời chứ phải ngồi đó nghe rồi vậy nói gì có nghe không vậy trời đất ơi ngồi kế bên hai người kế bên gì mà họ nói có nghe không vậy trời ơi sao cái gì vậy nghe rồi còn cái tầng sáu gì nữa không nè sao ngủ hay gác trời ơi gác phải gác mà có nào gác mà được cổ không gác cao luôn mà gác cao chứ gác thấp không chịu gác cao lên như nè tên tú đây nè mà ngực cái ngực của mình là thở mà bà cứ vậy thôi nó không phải gác cao vậy đó trời ơi trời chịu nổi không mà thôi chiều vợ nhưng mà con cái bà ngủ mê rồi đẩy xuống chứ thở không được già lắm ông hả? Vợ ông mong vợ ông thay đổi gì mà càng nhàn thì bớt lại giờ rồi hai người sao? Có tính muốn có baby không dạ muốn chúc hai vợ chồng sẽ mãi mãi yêu thương nhau ha hiểu nhau đó và đặc biệt là tháng 11 này bác sĩ báo tin vui qua năm sau chuẩn bị tinh thần để chào đón một thành viên một trọng nghĩa con hoặc là thanh trang con hoặc thanh trang con sẽ đến với gia đình hai vợ chồng này con trai cũng sẽ đẹp bạn gái cũng sẽ đẹp đó. Dạ hai vợ chồng cảm ơn chị cũng cảm ơn trọng nghĩa cũng xin chúc chương trình và tất cả quý vị và tất cả anh em làm chương trình luôn là dồi dào sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống rồi xin cảm ơn cảm ơn.